Xuân Dũng xin được kính chào toàn thể quý vị của kênh YouTube Xuân Dũng Tin Nóng Từ Dân. Kính chào các Phật tử của tỉnh Thất Liên Nghiêm, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, vậy là cũng sau gần một tháng khởi công thì cái cầu tỉnh Thất Liên Nghiêm đã được hoàn thiện, và ngày hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2021, sư cô Huệ Bảo trụ trì của tỉnh Thất Liên Nghiêm cùng với các Phật tử của mình có mặt tại khu phố 3 phường 1 thị xã Cai Lầy tỉnh Tiền Giang để bàn giao cái cầu cho bà con, cho địa phương. Vâng, một lần nữa cho Dũng xin được thay mặt bà con nơi đây gửi lời cảm ơn tri ân sâu sắc đến sư cô Huệ Bảo cùng các Phật tử của tỉnh Thất Liên Nghiêm rất là nhiều. Chụp này cho chân nó dài dài chút đi, sao toàn chân ngắn không vậy? Ủa, chân dài lắm. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi. Kính thưa toàn thể quý vị khán giả của kênh YouTube Xuân Dũng Tin Nóng Từ Dân thân mến. Thưa quý vị, về là sau thời gian khoảng gần một tháng thì cái cầu tỉnh Thất Liên Nghiêm 01 đã được hoàn thiện, và ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời về âm lịch. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm Tân Sửu và dương lịch là ngày 30 tháng 4 năm 2021. Một ngày lễ rất là quan trọng với tất cả những người dân Việt Nam chúng ta. Và hôm nay ngay tại khu phố 3, phường 1, thị xã Cai Lầy, tỉnh Tiền Giang, Xuân Dũng rất là vui mừng khi mà cùng với sư cô Huệ Bảo và các Phật tử của mình có mặt ở đây để bàn giao cái cầu mà được các Phật tử của tỉnh Thất Liên Nghiêm, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh dành tặng cho bà con của khu phố 3, phường 1, thị xã Cai Lầy. Để có được cái cầu ngày hôm nay, trước hết Dũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tri ân sâu sắc đến các quý Phật tử của tỉnh Thất Liên Nghiêm. Cảm ơn đến trụ trì của tỉnh Thất, đó là sư cô Huệ Bảo, sư cô Huệ Phước và các Phật tử. Ngoài ra cũng chân thành cảm ơn đến chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đội thi công được hoàn thiện sớm nhất cái cầu này. Và phải nói rằng là trong quá trình thi công thì địa phương rất là có những cái phần ủng hộ rất là và tạo điều kiện rất là tốt. Ngoài ra cũng xin cảm ơn đến thầy Thích Minh Tài là tổ từ thiện của Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lầy. Thì thầy cũng đã có những cái giám sát công trình cũng như là quan tâm đến anh em thờ thầy ở đây. Và người cuối cùng nữa Dũng cũng xin cảm ơn đến anh Việt là chủ của cái doanh nghiệp Việt Thanh Liêm ở tại thị xã Cái Lầy, người mà vừa hoàn thiện cái cầu ở Nhì Mỹ do gia đình ông Liêu Như Tấn ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, và anh cũng là cái người đang thực hiện và là làm cái công trình ở đây, đó là cái cầu tỉnh Thất Liên Nghiêm 01. Rất là chân thành cảm ơn anh Việt và đội thi công của anh rất là nhiều. Và thì để trước khi bàn giao cái cầu này cho địa phương thì cái cho Xuân Dũng làm cái thủ tục cuối cùng, đó là không, đối với Dũng là như vậy. Hôm nay thì cái thủ tục làm cái lễ bàn giao hay cái lễ khánh thành này nó khác với những cái cầu khác, không cờ, không hoa, không không gì hết đó. Cái vấn đề ở chỗ là những cái tấm lòng của các Phật tử đã làm nên một cái cầu ở đây, và một cái cầu rất là đẹp, rất là chắc chắn, và nó đã đóng góp cho cái sự đi lại an toàn cho bà con, thuận lợi cho bà con ở đây. Đó là cái mà tất cả các Phật tử cũng như bản thân của sư cô Huệ Bảo trụ trì của tỉnh Thất Liên Nghiêm mong muốn như vậy thôi. Thì được sự tín nhiệm của sư cô Huệ Bảo đã thông qua Xuân Dũng làm cái nhịp cầu nối, thì đã giao cho Dũng để lo cái phần mà giám sát cũng như là quản lý cái quỹ để mà làm cái cầu này. Xin thưa quý vị, cái cầu này hoàn thiện thì hết là tổng cộng là 60 triệu, và Dũng đã trao cho bên đội thi công là hết bao nhiêu tiền đấy? 40 triệu rồi. 40 triệu rồi, và còn 20 triệu thì giống như trong hợp đồng là cái ngày mà bàn giao thì em sẽ trao hết. Và đây là 20 triệu để mà gửi lại cho anh.
Rồi thì trước khi bàn giao thì rất là mong sự chia sẻ và phát biểu ý kiến của sư cô Huệ Bảo, trụ trì của Tiền Thất Liên Nghiêm. Dạ, xin mời cô ạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trình thầy. Kính bạch kính thưa chúa Xuân Dũng và tất cả quý Phật tử Việt Nam tín nữ đại diện cho Tịnh Thất Liên Nghiêm hôm nay xuống đây để dự cái lễ khánh thành đầu tiên của Tịnh Thất ở tại thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì tất cả những cái thông tin gì đó về cây cầu và cái quá trình làm thì cũng đã được chú Xuân Dũng vừa thông tri đến, vừa phát biểu và thông tri đến tất cả quý Phật tử rồi. Nhưng tại nơi đây một lần nữa cũng xin cho sư cô thành tâm cảm niệm và tri ân tất cả những tấm lòng, cái sự hảo tâm của các mạnh thường quân, các Phật tử trong nước cũng như ngoài nước đã đến, đã gửi đến Tịnh Thất Liên Nghiêm tịnh tài để chúng ta hoàn thành được cây cầu đầu tiên tại thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang này. Và cái cây cầu thứ hai là tại của Phật tử Tịnh Thất Liên Nghiêm đang thi công là tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Thì cái cây cầu số 2 đó là đang trên cái tiến độ thi công, khoảng 1 tháng 30 tháng 5 dương lịch đó là cũng sẽ hoàn thành. Vì vậy cũng thông chi đến quý Phật tử. Và cái quỹ xây cầu là còn lại đến ngày hôm nay là 60.300.000, và để tiếp tục chút xíu nữa đây theo chân chú Xuân Dũng để đi khảo sát một cây cầu nữa cũng ở tại tỉnh Tiền Giang này. Vì vậy hôm nay khi mà xuống đây nhìn thấy nhìn thấy cây cầu làm mới này so với cái cầu mà ván mà rất là cũ của hôm xuống mà khảo sát, thì chúng con và quý Phật tử rất là mừng vì cây cầu đã được hoàn thành rất là chắc chắn và đẹp. Cũng xin bàn giao cho chính quyền và địa phương nơi đây để bà con cùng bảo quản, để bà con được đi lại được lâu dài hơn. Và một lần nữa xin cảm niệm sự quan tâm của thầy Thích Minh Tài đã thường xuyên cũng đến để hỗ trợ cho cây cầu này hoàn thành. Và cái điều đặc biệt nữa như từ trước đến nay là cái sự tri ân sâu sắc đến chú Xuân Dũng, bởi vì kết nối đầu tiên là từ nơi chú để Tịnh Thất Liên Nghiêm và quý Phật tử mới biết được đến những cái cây cầu ở những nơi mà đang cần cái sự hỗ trợ như thế này. Và mong rằng Tịnh Thất Liên Nghiêm tiếp tục được công tác với chú trong những cái Phật sự sắp tới. Và tại nơi đây cũng thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho thầy Thích Minh Tài nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt mọi Phật sự ở địa phương, cũng như thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ đến toàn thể gia đình quý Phật tử Việt Nam tín nữ và gia đình của chú Xuân Dũng thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lạc, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và chúng ta cùng kết nối yêu thương để rồi chúng ta cùng nhau để mình chia sẻ với những hoàn cảnh hoặc là những mảnh đời bất hạnh nào đó mà khi chúng ta biết được hoặc là thông qua chú Xuân Dũng hay một người nào đó để mà chúng ta cùng chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Và cũng không quên cảm ơn sự mà trợ duyên rất nhiệt tình của chính quyền địa phương nơi đây và tại cái ấp này. Vậy hôm nay tuy rằng bên lãnh đạo ở xã thì không có mặt, nhưng cũng xin gửi lời tri ân và cảm niệm đến tất cả các vị lãnh đạo ở xã và ở tại cái ấp này. Xin gửi lời thành tâm cảm niệm và tri ân. Và cũng tại nơi đây thì Phật tử có một chút tấm lòng thành kính, xin gửi cúng dường đến thầy để cũng là tri ân. Và cũng là Phật tử cũng và đây là cái lộc của chùa gửi đến chú. Rồi. Cái lộc đó, đây là dạ. Không ai từ chối. Không, đây là cái lộc. Hôm nay gửi cũng cúng dường thầy khác. Và cô cũng xin xin chú nhận, và cô cũng xin gửi của ông Liêu Như Tính. Để tại vì cái đơn vị thi công này là chung cả hai cây cầu và được sự quan tâm của trên thầy và của chú Xuân Dũng là kết nối cả những cây cầu này, cho nên là đây là tất cả cái sự tri
ân của chú Phật tử cũng như của gia đình của anh Lưu Quỳnh Tính. À, hiện diện là sự có mặt của gia đình chú Vinh cũng như cô Quỳnh. À, toàn thể quý Phật tử đây là xin gửi đến ban đầu thi công là 3 triệu đồng. Dạ, A Di Đà Phật. Con cũng có đôi lời thì chú trước tiên hết thì con cũng rất cảm ơn chú và sư cô ở đây và mấy mạnh thường ở đây. Thì cũng thay mặt cho anh em thợ hồ thôi con cũng rất là cảm ơn. Đại diện anh em thợ con cảm ơn. Rồi con chỉ xin giới thiệu vậy thôi. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Quý Phật tử thấy cái cầu này vậy rồi có vui không? Vui. Chúng ta tiếp tục nha. Dạ. Một lần nữa cho Xuân Dũng thay mặt bà con địa phương tại khu phố 3, phường 1, thị xã Cái Lầy nói riêng và bà con ở miền Tây nói chung xin một lần nữa tri ân sâu sắc đến các quý Phật tử của tỉnh Thất Liên Nghiêm, đến gia đình của ông Lưu Như Tính, đến sư cô Huệ Bảo trụ trì của tỉnh Thất Liên Nghiêm rất là nhiều vì đã vận động những Phật tử của mình đã chung tay giúp đỡ cho bà con ở đây có những cái cầu để thuận tiện đi lại trong quá trình sinh hoạt, trong đời sống học hành và làm ăn. Những cái công đức đó thì bà con ở người dân ở đây thì sẽ không bao giờ quên, và hy vọng rằng các Phật tử cũng như tỉnh Thất Liên Nghiêm sẽ vận động được nhiều hơn nữa để giúp cho bà con có nhiều cái cầu hơn nữa trên tỉnh các tỉnh miền Tây. Chúc cho các Phật tử cũng như cho sư cô và trong cái đoàn thiện nguyện của mình được nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Yeah. Yeah. Yeah.